giới thiệu là chị có một cậu em trai và em chị tuổi Hổ, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá. Tuổi Hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là Hổ nhỏ em ạ, em chị là 74. Nói cái thật tự dưng bây giờ mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày trong mắt luôn ạ. Hơn mình phải cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi, lúc em đưa nhau về thì em với ôm em giả vờ em ghì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong mà thấy có vẻ chịu chịu. Tuần thì em ấy cũng là đứa đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em ấy chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn. Em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo thôi hay về nhà anh, em đưa bạn về nhà thì đó chị đó. Là gặp nhau đâu trong tiềm thức trong, hay là gặp nhau đâu đó ở đâu ở trong kiếp trước. Đúng rồi, anh em tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đấy chị. Tại vì thường những người như anh em chúng tôi là tự xử không đúng không? Đúng không? Rồi, xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ, làm đẹp. Lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Do em đi ra Côn Đảo, thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ô em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai đứa. Và em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Chị lại còn nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em tấm sau lưng trông trắng trẻo xinh xắn. Không nghĩ đến chị, tin lắm, không nghĩ đến chị, không thích giới thiệu. Tôi không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Lúc đấy em mặc rất tỉnh toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong cái áo rất là vẫn còn đang bẩn rất nhiều mùi, đội một cái nón lên. Em khi xe ra em đón. Vợ em đi cùng, chị bảo thôi em lên đây chị trở về. Lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này trắng trẻo, sáng sủa, xinh quá. Thực ra thì nhìn cái thần thái của cô thì trông cô hơi ngỗ, tức là hơi láo láo, tỉa kiểu như xinh gà. Xinh gà. Thực sự trong miền Nam gọi là chảnh đấy, phải không? Chảnh. Thế thì cũng là cái gu, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con. Em thích. Bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ cũng đói rồi, hay đi ăn cái gì đi. Là bà chị em để cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền liên tiếp ấy. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai và em chị tuổi Hổ, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá. Tuổi Hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là Hổ nhỏ em ạ. Em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Hơn mình phải cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bảo tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo, là một bác trai đã chững chạc. Cuối cùng lại gặp một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Xong lại đội cái mũ ở trông kiểu dạng như là hơi teen boy, thế này cũng kiểu gu mình cũng thích. Gu mình luôn. Mình cũng phải yêu ạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức coi như là yêu nhau đấy. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì loại như là ra đầu mà, nên mình cũng giả vờ lơ đi, coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu anh rất nhiều người rồi, với em cũng thế, trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả. Anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi. Cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào. Không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ. Thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này. Em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái. Bạn bảo là anh có cảm xúc gì không sau mấy ngày đi chơi? Anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi, lúc ấy đưa nhau về thì em với ôm em giả vờ em ghì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ. Sau một tuần thì em ấy cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em ấy chở đi qua đứng trước một cái khách sạn. Em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là thôi hay về nhà anh, em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Luôn ạ. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại là... sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Vì ông ấy là tuyết nào? Thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nếu mà so với lứa tuổi, tôi thấy nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại là kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn. 42 độ là cao lắm. Mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra thôi là thử máy. Thử. Tại vì chắc là đã nghĩ là thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Thuốc tai gì đấy. Thế nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông vươn lên cho mình lây siêu vi luôn. Sao phải đi nhập viện truyền nước luôn đấy. Siêu vi với ông à. Rồi sau đó thì là hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có. Bao lâu thì mới cưới? Được 7 tháng ạ thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé trong 5 tuần thì đám cưới. Cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là cô này? Thực ra thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Chị thì lại chênh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình. Là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền, hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn. Tại vì bé quá nên là tự học, tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thế đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có mâu thuẫn. Lý do? Hồi đầu mới quen á thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi, mê quá nên là sang dọn ở chung luôn. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu là đang lăng nhăng, là đang quen, không biết ai ạ. Và cứ số lạ lơm, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thế em cũng cãi nhau nhiều lần. Em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này, chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ đi, em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên không? Chắc chắn là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn, bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Rồi em nghi là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm ấy, yêu mà không quên được. Chắc nói chung là phá thôi, nhưng mà đốt nhà rồi. Nói chung là đốt nhà mà đốt không được. Nhưng chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay hả? Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu, mà là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích ăn uống hàng quán nữa, chứ là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ 3 thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra, thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mây ấm gia đình. Anh nói thế thì em phản ứng luôn. Em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác. Em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng. Cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc, cũng không vấn đề gì cả. Hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về, em dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn thêm một cái tin là anh ơi em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em nghĩ tới em nghĩ là rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện mà mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò cả. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao nhận được chữ ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là mình hơi quá rồi. Anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Bắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Rồi. Bao lâu thì về lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. Như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ, từ năm 2017 ạ. Về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà coi như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Đó. Cái này cho ông xã em nói trước. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là hút thuốc lá. Hút thuốc lá nhiều ạ. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết. Nhưng mà hớn quá. Kiểu như ông ấy trêu mình quá mức, cứ trêu để mình phải bực mình lên, rồi trêu con khóc lên thì thôi. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng một ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơi, nhất quyết nha. Tính là rất lạ luôn, ví dụ như kiểu là mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn, nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy là xong rồi, là vâng, xong rồi chứ không cho ngủ luôn, không cho ngủ luôn ạ. Mệt cũng không cho ngủ. Không biết bây giờ ông phải lấy tinh hoa của trời đất từ Bắc vào đấy. Chính xác. Đúng không? Thế nhưng mà em toàn bị lừa. Nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bạn thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn mở trò. Trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tại bò em không làm gì được. Đó. Xong rồi, chuyện kia đã xong rồi. Có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. Thế ạ. Giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Đây anh tuổi lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi Sơn. Bỏ luôn đi. Đúng rồi. Em ạ. Không mình đẹp. Mình bớt từ từ. Ngoan. Dạ. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi, đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Dạ đúng rồi. Dạ. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm. Lười tập thể dục. Lười nhiều quá gì? Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của 3 đứa con gái ấy. Em phải nhắc, phải xếp lịch theo giờ. Coi như là lười vận hành. Cái chuyện kia không lười đâu, còn đâu lười cả. Cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Cái như kiểu là em mà em thích là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm, phải tập thể dục đi chứ không có sức khỏe không có thì cũng sẽ rất là thiệt. Trước em có nói là anh không tiếc về cái chuyện mà thuê giúp việc, thực sự ở trong nhà lúc thì có 2 giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống thì mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, nên mình phải tự giác cho bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy. Sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ em. Cái đấy là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy, có ghen với em không? Em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy thấy chưa, chị không nhắc là em quên rồi đấy, đúng không? Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Đấy. Đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê hoặc anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng 1 tiếng thôi. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà nó gọi dối lên. Cho nên chị thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này, không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì, tại vì sống với nhau từng đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này, bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai còn, không có ông bà, thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người, Thế thì lại nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại, thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về vấn đề. Tức là bắt phải mang điện thoại đi gì. Nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Tôi thừa biết. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh thì mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch cho cái giờ giấc đúng cho chính bản thân mình, vì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp công việc một cách hợp lý, đúng không? Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Em tên là Huỳnh Diễm Thúy, hôm nay em 29 tuổi, hiện là nội trợ. Em tên là Lê Toàn, hiện là em là kỹ sư cơ khí. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Em và anh gặp nhau trong sinh nhật của một chị bạn. Lúc đó thì em làm gì? Lúc đó em làm hướng dẫn viên. Bữa đó thì em cùng với đám bạn trai giống như ngồi trên phòng của cô bạn nói chuyện, thì tự nhiên có một cô bé giống như đi ngang qua. Vô tình lúc đó thì em ngước lên nhìn lên tự nhiên có một cảm giác giống như là một cái gì đó nó đúng như nó quen, đúng không? Tim mình như nó dừng lại. Cái hình nhìn của hoài. Em có cảm giác như ai theo dõi mình thôi, nhưng mà em cũng không hề để ý. Bây giờ em hỏi em là cô bạn đó đã có bạn trai chưa? Đã có bạn trai rồi. Lúc đó em hơi chưng hững xíu, nhưng mà quyết tâm với con. Bạn quyết tâm như thế nào? Trước đó thì em được một cô bạn giới thiệu về ảnh là có một người bạn của chị rất là thích em, anh đó rất thông minh, hiền, giỏi, gia giáo, nhưng mà em nói là em đã có bạn trai rồi. Rồi sau đó em lại nhận được cuộc gọi điện thoại của anh mới nói là anh muốn hẹn gặp em diện lý do là em bận học mà em hay về trễ nữa, chắc là không gặp được. Em đi mua một bó hoa, em mua từ lúc 7 giờ tối ra, khoảng 10 giờ mấy uống về. Lúc đó em cũng chưa ăn uống gì, người cũng đói. Rồi sau em tới em tặng hôn hoa cho vợ em. Nói tặng em, hôm nay trễ rồi, anh đi về. Trời ơi, vậy đó hả? Có đơn giản gì thôi à? Trời ơi, mua hoa. Không, bởi vì bữa đó thì thật sự là người em cũng một đó là mình cũng lần đầu tiên tặng hoa mà cũng hơi run. Hai là giống như cũng là trời cũng tối, đường cũng vắng, rồi em xin phép đi bài. Lần thứ tiếp theo thì em muốn tạo thêm một cái ấn tượng nữa. Tặng ấn tượng nữa. Dạ, em vẫn tặng hoa. Nhưng mà cái lần tặng hoa kỳ này đó là Tuấn Anh có nói một cái câu gì khác với câu ban đầu không? Dạ không luôn ạ. Là đúng tặng hoa rồi, xong rồi anh xin phép em đi về. Đi về đi học thôi ạ. Khi lần thứ hai thì nghe nói là không thích hoa nữa, thì thôi mình nghĩ cái gì khác đi, mình tặng một cái gì nó có thiết thực hơn đi. Bạn tặng gì? Em quyết định tặng sữa. Ai chẳng tặng sữa? Bởi vì cơ bản là vợ em thì hồi đó là người cũng gầy gò, nó sao tặng sữa uống để bồi bổ. Rồi em cũng có từ chối, nhưng mà dáng anh khinh thùng sữa lên da em, đổ mồ hôi cái khinh lên, nói anh tặng em thùng sữa, em uống cho tẩm bổ. Thôi anh về nha. Dạ đúng rồi. Nó cũng vậy nữa hả? Vậy anh về nha, chỉ có đủ cái chất liệu thôi. Để em bảo theo cái ấn tượng cho vợ em thì em có viết thêm một bức thư. Wow. Và trong bức thư em không hề nói chữ yêu vào trong đó cả. Bức thư rất ngắn. Gửi Thúy, không biết thời bây giờ có ai còn gửi thư cho nhau nữa không? Anh muốn gửi cho em lá thư này để ghi lại những hình ảnh của em trong anh. Hình bóng của em ngày nào anh cũng nhớ, cả ban ngày lẫn ban đêm. Rồi chấm hết Tuấn. Trời ơi. Dễ thương quá. Vậy em là không, cô thấy cái lá thư này rất xúc tích, nhưng mà nó đang chứa đầy tình cảm ở trong đó. Em đọc lá thư đó thì em gần da ốc luôn đó. Nhưng mà thiệt em ấn tượng nhất là anh tặng em bức hình, một tấm hình vẽ lại từ tấm hình chân dung của em chụp, em gửi cho chị bạn, vẽ lại giống y chang luôn. Anh cũng lên là tặng em. Rồi anh đi về. Rồi anh đi về. Hồi nãy cô chị bước lên là anh có thấy em cầm thẻ bức tranh. Dạ vâng, đây bức tranh đây với chị em vẽ và em. Dạ. Giống không quý vị? Có nghĩa là tự tay em vẽ luôn. Dạ vâng, tự tay em. Cái bức hình này là em giống như em lấy từ một cái tấm hình chụp nhỏ nhỏ. Em rất là ngưỡng mộ, nhìn tấm hình mà em cảm thấy là siêu lòng. Sau khi quá trình em quen bạn trai cũ thì đã chia tay, anh này cứ theo đuổi hoài. Em cũng cho một cái gọi là cơ hội. Một chuyến đi Đà Lạt, em gặp khách rất là khó tính, đoàn bị trục chặt nữa. Em cũng khóc rất nhiều, không biết gọi ai hết, chỉ biết gọi anh thôi. Tâm sự cái anh nói là hỏi em là em có cần anh lên hay không? Mà lúc đó là Tết nữa chị. Cái em mới nói là Tết như vậy sao anh lên được? Anh nói là em chỉ cần trả lời là cần hay không. Em giả bộ nói là cần, em nghĩ là anh sẽ không lên thôi, sẽ cần. Lúc đó là chiều tối em đi dẫn đoàn về là em thấy anh, em cảm động chứ. Vừa gặp bạn gái mình thì có nói câu thôi về nghe không? À không, bữa đó thì bởi vì em sợ lắm, em lên là từ dạ em lên là từ buổi sáng thì em phải bắt xe chạy 3-4 tiếng mới tới gần trưa chiều. Và em lúc đó thì đi đang dẫn tour đi, nên là gần tối thì mới gặp được. Rồi xong em cũng qua Hà Nội và em được vài câu, rồi sáng hôm sau em mới bắt về chứ anh. Vậy việc lúc nào thì bạn mới nói được cái tình của mình, tỏ ra cho bạn gái biết? Cái đó là cái bữa đó, ngày lễ tình nhân đó anh. Bữa đó thì em cứ chơi ở nhà em hoài, cái em nói ủa anh, hôm nay có anh biết ngày gì không? Cái anh nói ủa ngày gì? Cái em nói trời ơi, ngày hôm nay ngày tình yêu ai cũng đi chơi, chẳng lẽ anh ngồi đây không? Cái anh mới kêu cái thôi em vô tắm đi, cái anh đi về. Thôi vậy hả? Có thật sự em, bởi vì em muốn có tạo một cái ấn tượng mà giống như mang cái hơi hướng của bà bất ngờ. Em chuẩn bị một cái giống biểu đặt trong á, em cắt hình trái tim và em mua thùng sơn màu đỏ này. Nhà và em lúc đó ở bên chung cư, thì đó em ở dưới nhà thì ngay đường á, em ở em sơn. Là lúc khoảng 7 giờ mấy người ta nhìn vô em cũng ngại lắm. Rồi sau đó giống như khi xong hết rồi thì em mới gọi cho vợ em ra, thì vợ em đứng lên trên ban công, đứng ra ngoài bước ra thì nhìn xuống dưới, thì em đứng ở dưới. Đó, và với một trái tim màu đỏ. Em nhìn thấy hình trái tim là em rất bất ngờ rồi anh. Trái tim to ơi là to nữa chứ. Mà trước cửa nhà người ta. Có bị bắn vốn không? Dạ thì có, ngày hôm sau cũng có người hỏi ai vậy em cái trái tim đây. Vậy đó hả? Như vậy thì chị cảm giác là chắc là tụi em sẽ lãng mạn lắm đây. Chắc là nói ra anh chị sẽ bị sốc mà. Mấy cái lãng mạn đó không còn nữa chị. Thì không có tin này, không có tin, không tin, không tin. Sau khi cưới thì những ngày như sinh nhật em thì có gửi lời chúc mừng, còn những ngày lễ 8 tháng 3, ngày lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới thì không thể để ý tới. Cơ bản em nghĩ vậy này, sau khi giống như là mình lấy nhau thành vợ chồng rồi hết rồi thì bây giờ em đi làm đúng không, thì tiền lương này nọ thì em đưa hết cho vợ em, giống như kiểm soát hết rồi. Mà giống như mua quà cho vợ thì em nghĩ thôi một cành hoa hay gì cùng lắm hai vợ chồng cùng nhau đi ăn, cần gì phải tạo một cái gì đó sốc làm chi. Vậy có khi nào mà em nói mà chồng em không nghe không? Dạ thì chồng em thì rất là gia trưởng, thì hầu hết là mọi chuyện đều là anh quyết hết. Em muốn là vợ em giống như là sáng thì nấu cơm, rồi quần áo thì ủi cho em để em mặc đi làm, và em muốn giống như vợ em chia sẻ cho em tất cả mọi chuyện, đừng giấu giếm em chuyện gì cả. Có bao giờ em giấu giếm chồng gì? Dạ có, thì có một anh cũng chơi thân, ảnh ở dưới quê, ảnh mới nhờ em là đứng tên mua xe giùm ảnh, thì để ảnh trả góp. Em mới thấy không có vấn đề gì mà mình giúp được người ta. Bữa đó thì anh đó trả tiền xe trả góp á, trễ công ty tín dụng gọi cho em, lúc đó thì điện thoại em trong túi anh. Tự nhiên là có một người ở đó gọi điện thoại tới bảo là chị Thúy ơi, chị tới hẹn trả tiền rồi, mua trả góp cái xe. Nghe lập tức em trả lời liền, quá chị có gọi lộn số không? Bởi vì cơ bản là vợ em không muốn xe nào đâu. Hồi sau nữa họ lại gọi điện thoại tới tiếp, hôm nay mới nói là chị có thể nói rõ hơn được không, nói đúng tên họ tên, chứng minh thư luôn, số nhà luôn. Rồi họ nói thêm câu nữa, vợ anh mua cái xe mà anh không biết à? Nói câu đó là em giống như là lửa giận trong người nó mà em là hỏi vợ em là em có làm cái gì giấu anh không? Em giấu mà em sợ anh lại la, cho nên em nói là dạ không, để em tìm hiểu coi sự việc như thế nào. Em gọi anh đó, tại sao mà không đóng tiền xe mà lại làm phiền em như vậy á? Thì người đó đang đi công tác. Cái em mới về em khai thật với anh đó, anh cũng giận lắm, giận đùng đùng đạp cái bàn. Cái em vừa khóc em vừa nói với mẹ kể hết. Anh thì anh bỏ giận đi ra ngoài đường luôn. Bữa đó là thật sự là em rất là nóng, bởi vì từ sáng là em đã hỏi 2-3 câu rồi, em có làm gì không, và em nói là không. Em cứ suy nghĩ quẩn hoài tại sao mà tại sao, hàng ngàn câu hỏi tại sao ra cho em. Lúc đó tự nhiên cái người em nó bực quát mà tại sao mới lại lừa dối lần này đó, chế không được. Vâng, thì em đập cái bàn rồi sau em bỏ ra suy nghĩ, thấy như là cái câu chuyện thật sự cốt lõi nó cũng không có vấn đề gì cả. Thực ra thì sau cái lần đó rồi thì các bạn còn có những cái lần nào nó tương tự như vậy không? À không, từ đó trở đi giống như là vợ em lại đúng ra là mọi thứ thì lại chia sẻ hết với em, nhưng có vấn đề gì thì nói hết, em cảm thấy rất là thoải mái. Vậy thì bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Anh bớt nóng tính lại. Cái đó em nghĩ là nếu mà vợ em hỗ trợ em bằng cách giống như là khi mà em nóng giận chẳng hạn, thì em muốn câu hỏi tại sao thì có cái câu trả lời nó rõ ràng, mà ngay thì lúc đó thì đâu có chuyện gì xảy ra đúng không anh? Thì em muốn là giống như là vợ em sẽ chia sẻ với em nhiều hơn. Bây giờ dùm thử vậy nè, cái ngày lễ đó em tặng chồng em thử coi, giống như là em như tấm gương vậy đó, em tự em làm trước đi, tự nhiên chồng em sẽ thấy rằng khi nào chồng em mệt, tự nhiên vợ rủ đi coi phim, vợ tặng mình một cái món đồ mà mình thích, tự nhiên thấy nhẹ lòng, thấy hạnh phúc sướng. Thì tự động chồng em sẽ thấy được rằng mình sướng như vậy thì vợ mình khi nhận được những cái điều mà mình quan tâm vậy cũng sướng theo, đúng không? Em cứ thử một thời gian thử coi làm sao. Trước tiên là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình Trong Trường Quay ngày hôm nay, rất trân trọng. Và bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, xin chào chương trình. Em là Doanh Quốc Lực, em sinh năm 82, em ở Bắc Kạn ạ. Em bán bông bên Hồ Thị Kỷ. Ủa gì hả? Em bán gì? Em bán hoa tươi chị. À, bên Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ chị. Là ở Sài Gòn. Đúng rồi, ở quận 10 chị. Phường 1 quận 10. À vậy hả? Ủa em có hay thấy anh không? Dạ có. Thiệt không? Có thấy anh trong hội kỹ không? Tại vì anh đi hoài à. Đó, anh là thường xuyên đi vô chợ Hồ Thị Kỷ mua hoa và cắm. Mai mốt biết anh qua bên shop của em anh mua. Ừ đúng rồi đó. Em bên shop Lê Cho 40 Hồ Thị Kỷ. Shop gì? Shop Lê Cho. Lê Cho 40 Hồ Thị Kỷ. Ok. Ừ. Rồi. Mọi người nhớ nha, số 40 Hồ Thị Kỷ, shop Lê Cho. Đài truyền hình có thể cắt nhưng mà trên YouTube các bạn nên để nhé. Rồi. Mời em. Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào đài truyền hình và chào quý khán giả. Em là Lê Thị Bích Cho, em sinh năm 1987, quê em ở Bình Định. Hiện em là ở của số 40 Hồ Thị Kỷ. Là hai vợ chồng bán bông hết đúng không? Dạ. Ủa nó nghe nè, như vậy là cái shop hoa là mang tên vợ. Dạ đúng rồi. Lê Cho. Lê Cho, bỏ chữ Thị Bích đi. Lê Thị Bích Cho đúng không? À Lê Thị Bích Cho. Ủa Cho chứ mà Cho đúng không? Dạ Cho, Cho đi. Lê Cho. Lê Cho. Flower Lê Cho. Rồi, bây giờ anh rất muốn biết cái mối tình của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Có ấn tượng gì về nhau không nè? Bọn em thì học chung ở trường khuyết tật, học chung trong trường khuyết tật nên gặp nhau trong đấy. À vậy hả? Là cách đây bao lâu rồi cưng? Bọn em quen nhau từ năm 12, năm 2012. 2012. 9 năm mấy chục. Cũng được gần 8-9 năm mấy chục. 8 năm. Là bước qua năm thứ 9 rồi đó ha. Ủa nhưng mà lúc đó là các em ở đâu ạ? Em ở Bắc Cạn, em vô học ở Sài Gòn ở trong trường khuyết tật Hóc Môn. Bạn đó còn bạn đây là Bình Định đúng không? Bạn Bình Định. Bạn từ Bình Định mà vô Sài Gòn từ nhỏ rồi nên cũng sau đó bị khuyết tật, cũng vô trường đại học, thế là bọn em quen nhau trong đó. Anh rất muốn biết là gia đình của em là đã vào trong đây hết chưa Cho? Dạ chưa, chỉ có mấy anh em của em thì đi làm trong này thôi, còn ba mẹ em còn có ở quê. Em cũng vậy luôn hả? Em thì chỉ có một mình thôi. Em chỉ có một mình thôi. Nhà em thì ở quê hết. Mà chị rất muốn biết là khi tụi em gặp nhau trong trường á, thì là tụi em gặp nhau, tụi em có ấn tượng gì với nhau liền không? Lần đầu tiên gặp bạn Cho này, thì em thấy bạn sao nè? Lần đầu tiên thì em ấn tượng là nụ cười. Cười xinh một cười rất nhiều răng. Cười xinh lắm nhưng mà có nhiều răng. Phải nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao Cho? Cho thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Chị là cũng hay ấn tượng với bạn này luôn ai. Đẹp trai thế mà không ấn tượng này, thấy rất đẹp trai giống gặp nhà văn á. Đúng vậy. Tại trong đó nhiều trai đẹp lắm chứ. Mình chỉ là một trong số đó thôi. Nhớ em xã em là mỗi ngày đi, bạn ở trên Việt Nam á, Việt Nam đi ngày nữ đi, thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á, thì đi ngang qua Việt Nam thì cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm ở về trước, rồi bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á, nhìn trời nhìn đất, là em cứ đi hoài làm nhiều không để nhưng mà sao bạn này cứ ngồi nhìn trời nhìn đất hoài vậy ta, thế là lại có ấn tượng. Rồi ngày nào cũng đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về, đi lên lại kéo xe một cái đi lên vậy hả? Chắc là để ý nè. Tại người ta nhìn trời nhìn đất, bởi vì không nhìn mình nó ghét đúng không? Dạ không, thì hồi đó nghĩ là bạn này nhìn trời đất chắc là buồn nhớ nhà, trêu một tí cho bạn này đỡ thấy vui hơn. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau, rồi là chính thức là làm quen với nhau? Sau cái mấy lần mà bạn này bạn cứ kéo xe kéo rồi của em á, thì bao lâu sau? Mấy lần kéo xe đấy thì bọn em cũng quen nhau rồi nhưng mà là có cảm thiện với nhau rồi nhưng mà không nói chuyện. Sau đó bọn em ký túc xá nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang á, thì bạn này cũng mê cờ tướng, thế là mỗi lần đi qua đấy là không về giày nướng ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Là đi ăn xong là không về nhà chơi cờ tướng luôn. Chơi cờ tướng tối mới về. Mà em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đến thua không à, nhưng mà cái là thích. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy bị thua. Không ai ta thả đó. Mình nhớ là có một lần á, cũng có một cặp vợ chồng các bạn cũng quen nhau trong trường khuyết tật. Đúng rồi. Rồi cũng là do cái bàn cờ tướng đó mà hai người quen nhau đó. Tại vì cũng chơi cờ tướng mà bạn kia cũng rất là thích. Thế là hai người quen nhau đó. Nhưng mà không biết bên kia là anh chồng có thả giống như bên đây không? Ủa em, nhưng mà lúc đó các em học ở trong đó, nhưng mà mình có được trường dạy cho dạy nghề rồi có kinh doanh gì thêm không? Dạ có, bọn em trong đấy có nhiều nghề lắm. Như kiểu như em không thì em có học sửa điện thoại này, học kim hoàn này, học kinh doanh cơ bản. Rồi có gì nữa ta? Mà học nhiều quá quên. Học nhiều nghề đúng không? Máy tính văn phòng. Còn Cho thì học cái gì cơ? Học về tính văn phòng nữa. Còn... Ở đó thì em học may. Vô là chị em đi học may. Học may rồi học thêu. Nhưng mà giờ đi bắn bông hết. Em định nói, em định nói ủa hai bạn có học cắm bông không mà sao giờ đi bắn bông ngồi đi kỹ. Đi cắm bông rồi chăm bông nuôi bông này cái nọ. Lúc ra trường thì em có thể có đi làm kim hoàn một thời gian. Nhưng mà sau đó nói chung là mê cô bán bông nên đi bán bông luôn. Mê cô bán bông là mê cô này hả? À lúc Cho là Cho đi ra trường là Cho đã chọn cái ngành bán bông rồi gì? Dạ không, nhà của em bán hoa. Em của em bán hoa ở Hồ Thị Kỷ. Nó không đồng ý luôn á em. Không, em không bán bông mà em bán hoa. Ban đầu giới thiệu, dạ em bán bông mà giờ đi bán hoa. Nghĩa là không đồng ý cái chuyện đi bán thôi mà là đứng bán thôi. Quen á, tại vì thường hỏi khách là anh mua hoa gì thôi, chứ đâu hỏi anh mua bông gì. Là cái kiểu quen nói vậy. Ông chị giỡn á. Tức là em của em là nó có cái nghề bán bông đúng không? Dạ, em mở shop ở trong Hồ Thị Kỷ. Thế là em về đã phụ bán. Ở bây giờ ở luôn. Phụ bán xong rồi sau thì bạn này làm bên kim hoàng, em vừa bán nó cũng được 2-3 năm á, rồi không thích làm nữa, về. Vậy rồi bạn này cũng về, rồi hai người mướn nhà trọ ở, rồi làm nhiều nghề lắm, bán vé số có, rồi mua hoa, hoa hồng cột thành chục, đi dạo chợ bán. Được một thời gian thì thấy nó cũng không ổn định lắm, là chỉ học nghề cắm hoa, sáng học nghề cắm hoa, vậy rồi ra mở tiệm bán hoa. Bây giờ là các em là anh xin hỏi chút xíu về cái công việc của em hiện tại và cái chỗ ở luôn. Là hiện tại là tụi em kinh doanh ở tại shop hoa và tối ở đó luôn hay là về nhà trọ? Trước đó thì tụi em ở shop hoa bên quận 8, phải ở một nơi rồi làm một nơi. Thế đó bên này em thuê được ở bên Hồ Thị Kỷ thì ở trên rồi dưới là bán. Ở tại chỗ thì nó cũng tiện cho tụi em hơn. Quá tiện. Vậy hả? Trời ơi, mà bán bông bán đắt không cưng? Dạ cũng tụi em mới về được gần năm mà, nên là lượng khách cũng không nhiều lắm nhưng mà chị tưởng tượng đi, những cái ngày lễ đó, lễ tình nhân 8 tháng 3, 20 tháng 10 đồ, nói chung là những cái lễ tiệc nào đó là Hồ Thị Kỷ hầu như là cứng ngắc luôn. Kẹt xe luôn. Bán bông chủ yếu là bán vào những ngày lễ là được. Đó. Lễ với Tết. Còn ngày bình thường thì cũng không được mấy. Đặc biệt là năm nay là không được nhiều. Nhưng mà cũng phải mình cũng phải gọi là sao ta? Nghiên cứu về những cái cách cắm bông lạ hoặc là phối bông này cái nọ thì là cái khách quen á, mình sẽ giữ được cái khách quen rất là nhiều. Có bọn em có để ý tới kiểu cắm mới này, rồi để ý tới sở thích của từng khách một này, là khách nào thích cắm kiểu gì thì cái đấy bọn em phải lưu ý. Phải lấy số điện thoại của người này nha. Khách hàng thân thiết đó nha. Thủy Mộc là bạn tôi đó. Đúng rồi, phải lấy số của anh Biên. Khoái cắm bông lắm, tôi cũng khoái cắm bông lắm. Rồi bây giờ quay trở lại với cái tình cảm của hai bạn. Đó, điều gì mà khiến cho hai bạn coi như là đồng cảm với nhau và thương nhau? Tụi em là người khuyết tật thì thường có những nỗi buồn và những cái tâm trạng á, khó nói với người khác và cũng khó người khác hiểu được, nhưng mà cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu lắm, nên là hiểu nhau được, thông cảm cho nhau được. Nhưng mà chị xin lỗi là cái tai nạn là do đâu, hay là mình bẩm sinh hay như thế nào? Không, em thì năm 15 tuổi em đi chặt cây á, em leo cây em bị té. Năm 15 tuổi hả? Em đi chặt củi á, thế leo cây rồi trượt chân té rồi bị trùng cột sống, em bị liệt hai chân. Trùng cột sống hay là trùng té, chắc té ngồi xuống là nghĩ là cái nó sẹp mấy cái đĩa đệm á. Còn Cho thì sao? Em thì năm em 22 tuổi á, 2007 á, em bị bệnh viêm tủy cổ. Viêm tủy cổ ha. Thì từ đó bị liệt toàn thân, hai chân hai tay, rồi em tập lấy trị liệu nhiều lắm, tập cũng hết 8 năm mới đi lại được. Chứ hồi đó là liệt là nằm một chỗ luôn hay sao? Dạ, em nằm một chỗ, nằm cũng được tháng, 2 tháng, rồi tập. Rồi hồi đó bác sĩ nói là em có thể nằm một chỗ suốt đời. Nhưng mà cũng là em quá kiên trì, em quá hay. Số 1 đó em. Phải nó kiên trì nè, phải nó tập luyện đúng không chị? Em tập từ nằm trên giường bệnh em đã tập rồi. Em thật sự lúc mà em đứng ở trong đó, anh không nghĩ em là người khuyết tật. Chị cũng vậy đó. Đúng vậy. Chị cũng vậy đó. Đến khi em bước ra đó thì anh mới bất ngờ. Đa phần người bình thường mới nhìn em thì không biết em là người khuyết tật. Đúng rồi. Mà chỉ lúc em đi thì để ý một xíu thì biết, còn nếu mà bình thường em mặc đồ ngoài em đi bình thường thì không ai biết. Mà cái tay em thì nếu mà nhìn để thì biết. Vậy là cái lúc mà hai đứa yêu nhau á thì hai đứa mà còn bạn bè với nhau thì đứa nào sẽ là đứa tỏ tình trước? Chắc bên này đúng không? Không đúng. Em là người tỏ tình trước. Vậy hả? Dạ. Bắt đầu từ lúc nào mà em suy nghĩ là em phải tỏ tình? Em đoán ngay chắc là thua nhiều quá đó chị. Thua đánh cờ tướng á. Đánh cờ tướng thua quá, bắt đầu phải tỏ tình đó đúng không? Em với ông xã em thì Hồi đó nói chuyện với nhau cũng vậy được. Trong trường thì lại không nói chuyện, chỉ đánh cờ thôi. Không có nói chuyện như thế này. Nhưng mà tình cờ một hôm em về thì lúc có lấy số điện thoại nhưng mà không cũng gọi. Tới chừng về mới gọi điện. Gọi điện rồi nói chuyện chơi với nhau á. Thực ra lúc còn học chung thì bọn em không có nói chuyện nhiều, chỉ hay đánh cờ chung thôi. Còn khi về rồi bắt đầu lúc đấy mới gọi điện đi gọi điện lại mới nói chuyện nhiều. Lý do gì mà em thích ảnh và em tỏ tình ảnh? Nói chuyện với nhau cũng phải được, ngày nào nói chuyện với nhau á cũng phải được 6 tháng. Xong rồi hồi đó em làm học may, đi học may thì có một bạn thân của em cũng học ở đó. Xong rồi cái ngày sinh nhật của ảnh, cái chúc mừng sinh nhật ảnh, xong cái bạn kia nói là em mà thích bạn này rồi. Cái em nói là em không có thích, chỉ là bạn thôi, nếu mà em thích thì em sẽ tỏ tình liền à. Xong bạn ấy nói đối là em sẽ không bao giờ tỏ tình. Cái nói vậy giờ muốn gì đi, tỏ tình cho thêm. Cái là tỏ tình, nhắn tin tỏ tình, cái bạn này nhận xong im ru luôn. Mà tỏ tình là do cá độ rồi chị. Em có thực sự là không có biết là do cá độ không? Hay là bây giờ mới biết? Dạ em không biết, sau đó thì biết. Rồi sao, em trả lời sao? Em đồng ý hay là sao? Em cũng không đồng ý, cũng không phản đối. Ủa là sao, chưa hiểu? Tức là coi như là em không tiếp nhận liền. Em muốn duy trì tình bạn chứ không muốn tiến tới tình yêu. Là em coi bạn này là một bạn như kiểu là bạn tri kỷ á. Thì hay nói lý chuyện do. Lý do là tại vì em không có nghĩ đến chuyện lập gia đình, cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nên em chỉ muốn nói chuyện là có một người nói chuyện với nhau dễ hiểu nhau và tri kỷ thôi. Nói chuyện được với nhau á. Em thì cũng không có nói nhiều lắm nên em ít bạn. Nhưng mà em trả lời như thế nào? Im đó. Em chắc là 2-3 hôm sau em mới trả lời. 2-3 hôm sau bạn này không có trả lời, im luôn. Xong rồi bạn kia thua thì bạn kia tức quá, sao mà tự nhiên mất bị thua cái độ mà bạn này không có một lý do cho bạn ấy. Im luôn luôn. Xong rồi cái thế là em nghĩ thực sự là lúc đấy em không biết trả lời thế nào. Bí á. Xong rồi cái em cũng suy nghĩ sao mình không thử hỏi các bạn có thích mình không ta. Tại vì nói chuyện với nhau cũng khá nhiều, ngày nào cũng nói chuyện với nhau thì nhiều lúc cũng tò mò, cũng muốn biết thứ các bạn này có thích mình hay không. Rồi quyết định gọi điện hay là gặp mặt thẳng hỏi luôn? Gọi điện hỏi xong cái hỏi bạn này có thích không thì bạn nói cũng có thích nhưng mà chỉ muốn làm bạn thôi. Lúc đó cái cảm giác em như thế nào khi em nhận thấy? Thật sự ra thì em lúc đó thì cũng không có thích bạn này, cũng chỉ là giống như bạn này, cũng chỉ muốn làm tri kỷ thôi. Không có muốn yêu đương như lập gia đình, cũng y suy nghĩ vậy, chẳng qua bị khiêu khích thì tỏ tình vậy thôi. Xong rồi cũng phụ nữ mà cũng tò mò đó, các bạn mình có thích mình hay không hay là ghét mình hay không. Đó thì hỏi vậy thôi, cũng chỉ hỏi cho biết tò mò thôi chứ cũng không có ý định là yêu bạn này. Đó, hỏi xong rồi cũng thấy bình thường, trả lời thôi. Rồi bạn này không có trả lời? Có. Bạn trả lời là ông xã có trả lời là thì cũng chỉ là muốn là bạn bè thôi, nghĩa là có quý mến nhưng mà không có muốn là yêu đương. Đó thì sau cái đó rồi làm sao nữa để mà hai đứa đi đến cái chuyện yêu đương? Sau đó cái phải 2 ngày sau á, cái bạn này tắt điện thoại. Thường là ngày nào cũng gọi điện. Thời gian lâu rồi này đi xuống thăm em mấy lần. Nói chung là em cũng cảm nhận được tình cảm nhiều. Xuống đây thăm mấy lần? Tức là em vẫn ở trường rồi bạn này ở nhà. Bạn ở thì bên quận 7 cơ. Học may đúng không? Quận 7 mỗi lần đi bắt đi xe buýt để xuống đến Hóc Môn phải 2 tiếng mấy mới tới. Mà hầu như là tháng nào cũng đi khoảng 1-2 lần. Xuống thăm em. Nên em cũng cảm động cái đấy. Cảm động không? Rồi cái ngày đầu tiên mà hai đứa gọi là chính thức là yêu nhau là gặp nhau ở đâu? Đi chơi ở trong trường đó hay là có đi chơi riêng ở đâu không? Ông xã thì thường một tuần được ra ngoài 1 lần vào ngày chủ nhật. Thì như vậy muốn gặp thì gặp vào ngày chủ nhật đó. Để bạn xin ra ngoài thì uống cà phê vậy thôi. Tụi em thì hẹn hò chỉ vào quán nước uống cà phê rồi tâm sự rồi về thôi. Tức là cái chuyện đó là nó là thường xuyên. Nhưng mà ý mà anh rất muốn biết đó là hai bạn lấy cái cột mốc nào gọi là chính thức gọi là yêu nhau? Lần đầu tiên chính thức hẹn hò với tư cách là người yêu. Người yêu á? Là cũng hẹn hò ở quán cà phê rồi. Nhưng mà ra đây không có uống cà phê, uống trà không đô. Rồi ai là người mở lời chứ? Là lúc đó có mở lời đồng ý qua điện thoại rồi. Đồng ý rồi. Nhưng mà thời gian mà tụi em phải đi lên đi xuống lúc đó là bạn này vẫn ở trong trường, em là ra ngoài rồi. Thì là thời gian bao nhiêu lâu như vậy là tụi em ấy yêu nhau như vậy đó là trong bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là em có về Bắc Kạn lại không hay như thế nào? Có, em học ở trong trường được 2 năm, gần 2 năm. Thì ở trong trường là đợi xin việc các công ty vào ấy mà em đi xe lăn. Nên học hết nghề này đến nghề khác mà các công ty vô không có tuyển em. Không tuyển. Thế là em xin về. Về Bắc Kạn đó phải không? Dạ, xin về Bắc Kạn. Rồi lúc đó là hai đứa yêu xa luôn. Thế là em về được một thời gian, chắc được có 1 năm ạ. Thì nói chung là bọn em cũng xác định là không quen nữa, nhưng mà cũng không phải là chia tay, cứ nói chuyện như bình thường vậy thôi. Tại vì từ đầu là tụi em yêu nhau cũng chỉ nói là muốn làm giống như Tri Kỷ vậy thôi, làm bạn tâm sự là chủ yếu, bạn để tâm sự thôi. Chứ từ đầu yêu nhau tụi em cũng thỏa thuận là sẽ không về với nhau, vì tụi em cũng không muốn làm khổ nhau. Nhưng mà khi ảnh về Bắc Cạn là em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là em về Bình Định? Vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ảnh thì về quê. Cũng chị quen được 2 năm đó chứ. Em về quê, em có làm ở quê 2 năm. 2 năm rồi. Và thời gian đó là Cho có ra thăm bạn này không? Có, bạn này ra một lần. Bạn ấy được khoảng 2 năm thì bạn này ra. Ồ, Cho ra ngoài Bắc Cạn luôn. Dạ. Ồ. Bạn ấy ra rồi bạn ấy ở đấy một thời gian. Ở trong cái khoảng thời gian mà em ở Sài Gòn đó là em làm may, em đi làm công việc làm may hay là làm công việc gì? Hồi đó em đi học may về, em tính là em sửa quần áo. Nhưng mà tay này của em yếu, em không có kìm may được. Thế là em trước khi đi học may là bạn này bán bông, sau khi đi học may về bạn này vẫn cứ bán bông. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 2 năm yêu xa đó là em bán bông hay là em có làm một công việc khác? Có, thời đó thì em của em thì nó chưa có mở tiệm hoa, thì lâu lâu nó mới lẻ rồi nó mở tiệm bông nó bán thôi, cũng như bán theo thời vụ vậy thôi. Còn bình thường thì nó đi làm thợ. Còn em làm gì? Thì lúc đó em là vẫn còn đi vật lý trị liệu. Thì lúc đó là em một buổi đi tập, một buổi em đi bán vé số. Thì đi bán vậy đó, rồi đi tập. Thì sao mà bạn này về được 2 năm á, thì lúc đó là thường một ngày thường là em đi bán và tập buổi thôi. Thì lúc đó thì Tết đó thì em mới đi tập nhiều, đi bán nhiều. Đó, vào dịp Tết thì thường là Tết thì bán số lượng nó sẽ tăng hơn, rồi mình sẽ có tiền nhiều hơn, và em không có đi tập một ngày nào một buổi nữa. Em dành hết thời gian đi bán. Thì thường đi bán vào dịp Tết vậy thì em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường. Ngày thường cũng chỉ đủ em ăn thôi. Thì bắt đầu em mới dành dụm tiền đó, rồi ra riêng là em mới mua vé đi ra thăm ảnh. Ồ, vậy hả? Cưng quá vậy. Đi xe lửa hay là đi máy bay hay là em đi máy bay. Đi máy bay. Lúc đó em nhiều lắm nghe. Không có nhiều tiền lắm, một năm là em làm mấy ngày Tết thì chỉ kiếm được mấy triệu, đủ để em trang trải cho một năm em đi vật lý trị liệu. Đó. Thì muốn mà đi theo thăm ảnh á thì cái số tiền này để dành em tiêu trong một năm đó thì để dành đi mua vé đi mất tiêu à. Thế là nói là em chỉ có chuyến đi ra thôi chứ em không có chuyến đi vào. Vậy là em phải nói là anh phải để dành tiền để cho anh chuyến vô đi em mới ra thăm anh được. Chị em là chỉ đủ tiền đi ra thăm anh thôi chứ không có tiền đi vào. Vậy đó hả? Thế là nói trước vậy thì bạn này mới để dành tiền. Mỗi ngày bán tạp hóa thì nhín một chút tiền bỏ vào con heo. Thì đủ tiền mà cho em mua vé bay vào thì em mới ra được. Thì ăn Tết xong là tháng Giêng này nè, lúc đó vé nó cũng rẻ, chứ bay ra thì lại rẻ. Thế là em lại mua vé bay ra bằng này. Coi như là hai đứa trong 2 năm đó là chỉ có gặp nhau được một lần đó thôi. Ở trong 2 năm mà anh đi ra ngoài kia rồi em gặp lại đó. Rồi sau đó là ở bao nhiêu lâu thì mới vô? Hồi nãy em nói là ở lại một thời gian. Bạn ấy ở được khoảng 1 tháng. Ở 1 tháng rồi. Ở 1 tháng ngoài đó. Nhưng mà anh rất muốn biết á, cái lúc mà hai bạn gặp lại nhau á, đó sau 2 năm đó gặp cái cảm xúc của em, lúc em gặp lại bạn. Trời, em đi lúc đó em không phải là bay thẳng ra Hà Nội rồi đi về nhà. Tại vì từ Hà Nội rồi bay về đi phải đem thêm một chặng xe đò phải 5 tiếng đồng hồ mới về tới nhà anh. Thì em là lần đầu tiên em đi ra Hà Nội nữa, đi ra về miền Bắc á, em đâu có biết đường đi. Thế là bạn ấy kêu em phải bay ra Hải Phòng, rồi anh của bạn ấy đến Hải Phòng, có em gái anh đó, rồi chơi đó một hôm, rồi mới đón em về ở dưới Bắc Cạn. Thì từ Hải Phòng mà đi xe đò về thì cũng đi hết 1 ngày. Trời ơi. Đó. Rồi lúc đi em chỉ mong sẽ tới nhà thật là nhanh. Để đến thì ra tới Hải Phòng ngủ một đêm nữa thì cũng mong trời sáng thật là lẹ. Rồi đến đi trong mãi mà tới 1 ngày mới tới. Xong lúc đầu tiên mà gặp á, không biết nói lời nào luôn á. Tự nhiên khóc không? Cảm xúc đó không khóc nhưng mà tự nhiên không biết nói gì luôn. Rồi đó nhìn nhau. Tức là cái cảm xúc đó nó khác cái cảm xúc mà lúc mà mình xác định là mình chỉ là tri kỷ, đúng không? Có nghĩa là khi mà tụi em còn ở trong Sài Gòn á, còn học ở đây á, thì tụi em chỉ xác định là tụi em là tri kỷ thôi, không nghĩ tới chuyện yêu đương, đúng không? Nhưng mà sau cái chuyến đó khi mà em gặp lại rồi á, thì chị nghĩ là chắc cảm xúc nó khác. Nó không phải là như vậy nữa. Không, tại vì tụi em là thường khuyết tật thì nó khó khăn về mặt kinh tế nè, về mặt đi làm á. Thì nên là dù rằng em ra thăm bạn ấy thì nhưng mà tụi em vẫn có suy nghĩ rằng cũng chỉ yêu nhau thôi, cũng không có hướng mà để về chung một nhà với nhau, không nghĩ là lấy nhau. Không, chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị nói cái cảm xúc á, nó phải hơn cái cảm xúc mà khi mà tụi em ở Sài Gòn gặp nhau, đúng không? Lúc đó tụi em ở đây cũng chỉ có lâu lâu mới gặp nhau, 1 tháng gặp nhau 1 lần thôi. Đó, khi mà về ngoài đó rồi thì 2 năm tụi em mới gặp lại. 2 năm với 1 tháng nó xa lắm em. Đúng rồi, rất là sẽ khác nhau rất nhiều. Thế gì còn em thì sao? Khi em gặp em thì cô ấy, lúc bạn ấy nói ra thăm em thì thực sự em rất vui, nhưng mà em vẫn không tin lắm. Không tin là bạn sẽ ra, đúng không? Đến lâu ra nhìn thấy bạn ấy thực sự là em thấy nói chung là người nó bị đơ đơ. Thương, đúng không? Thương ghê lắm. Nói chung lúc đấy Nó cảm giác nó khó tả lắm. Thực sự là nó bị đơ mất mấy giây. Đúng rồi, sau đó thì chắc có nghĩa là em cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình, đúng không? Dạ. Sau rồi. Đấy vì bạn ấy phổi bạn ấy yếu, không được ở đường ngoài Bắc. Ngoài Bắc nó lạnh. Nên sau đấy một bạn ấy về rồi em suy nghĩ rồi bảo em ở đây thì trong lúc đấy em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy rất là rõ ràng. Nên em quyết định dẹp cái tiệm tạp hóa của em vô đây. Vô đây luôn. Ở Vô Nam luôn. Dạ, sau đó mấy tháng, chắc khoảng 2-3 tháng thì em vô. Sau chuyến bạn chơi ra, tỏ thăm bạn ấy thì bắt đầu bạn ấy có suy nghĩ là muốn trở vào Sài Gòn để gặp cùng em. Chứ không có phải là để ở ngoài đó và yêu xa nhau nữa. Sau hai đứa làm đám cưới. Dạ không, bạn ấy vào Sài Gòn đây, bắt đầu bạn ấy đi làm kim hoàng, bạn ấy vào tới 25, đi làm kim hoàng 3 năm. Lúc đấy em vào cũng không có việc, em mới tìm việc khắp nơi rồi bán vé số rồi cũng thấy không ổn. Thế là em xin được việc vào tiệm kim hoàn làm. Làm cũng được hơn 1 năm mà nói chung là làm xong thì cũng không thấy có ổn. Không ổn lắm. Nói chung là làm là cũng hết tiền. Nhưng mà trong lúc đó thì em vẫn đi bán vé số. Em đi bán được lúc đây đi bán được một năm nữa. Thì sau bắt đầu đó thì em của em nó mà shop hoa. Rồi đó. Thì bắt đầu là kêu em về làm bán bông. Làm cô gái bán bông. Rồi vào đây bao lâu thì các em mới đám cưới? Thì bắt đầu tụi em 2017 thì bắt đầu tụi em quyết định là về sống chung với nhau. Tại sống chung nhà trước. Em vào là năm 2016. Rồi em làm được hơn 1 năm thì bọn em quyết định là về sống chung. Mà chưa có cưới. Đến năm 2018 bọn em mới cưới. Cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. Ở nhà Hoa Niên đúng không? Dạ, của nhà Thanh Niên tổ chức. Cũng vui ha em ơi, cũng vui chứ bộ. Hôm nay vui lắm. Không biết bây giờ vẫn còn không ta? Vẫn còn đúng không? Bữa ở nhà Hoa Niên á. Đúng rồi, bữa MC Hồng Hoa, anh gì Hoa Quỳnh Hoa nó có mời chị một lần á. Em cũng được mời nè mà lâu rồi. Đám đó vui lắm. Lúc em đi em tưởng tượng chắc rất là mệt tại vì đông rồi tập thể nên chắc mà nhưng mà rất là vui luôn. Nhưng mà anh này hỏi về cá nhân chút xíu, tức là hai em như vậy thì cái trong cái cuộc sống hiện tại á, những cái sinh hoạt tất cả mọi thứ thì nó anh biết là nó sẽ khó khăn, nhưng mà thí dụ như nếu như là có một người bình thường á thì sẽ có tương trợ với nhau. Thế thì hai em thì như thế nào? Cái khó là cái gì ạ? Cái khó của tụi em là ví dụ bạn này đi, bạn phải lên xuống xe lăn hoặc là những lúc bệnh đi, nằm mà phải có người dụ đỡ nhiều, ví dụ em này không làm được việc đó. Như hôm ông xã bị bệnh đưa đi bệnh viện thì bạn bị đau chân tay nè, ngoại không có nhắc lên xe lăn khó hay này nọ thì phải có người đỡ, thì em lại không đỡ được thì nó khó vậy. Hoặc là những lúc em bệnh đi bệnh viện thì cũng phải cần có người đỡ thì ông xã em cũng không có đỡ cho em được. Trời, rồi những lúc đó tụi em giải quyết làm sao? Thì phải tự ráng làm thôi. Bọn em tự khắc phục rồi chị. Tự làm thôi. Đã, khó thế nào khắc phục từ đấy thôi. Khó lắm á, chứ nãy chị thấy anh Thuận á mà anh đẩy cái xe còn khó khăn nữa đó. Chứ không chỉ là em đúng không? Dạ. Những lúc mạnh khỏe thì không nói gì, những lúc đau ốm kìa. Thì có mấy lần đi bệnh viện xong cái mấy cô chú hay là y tá ấy, sao không vào giúp đỡ đi, sao mà cứ đứng đó nhìn vậy, lại đỡ nâng nói, đâu có nâng tại vì mọi người đi ngoài á thì không có biết là em là người yếu, cứ tưởng em là người bình thường. Không biết tại vì nhìn mặc đồ bình thường thì cứ khoác á, che người đâu có thấy đâu, cứ tưởng là sao mà vợ bình thường mà chồng vậy mà không lại đỡ. Ngay cả cái việc mà hai vợ chồng cùng đi taxi thôi thì anh cũng đã không hình dung được cái việc gọi là làm sao để mà em lên rồi chồng lên. Thì bạn này cứ thiệt từ người mà nhắc em xe có thôi. Thể tự lên được rồi, ai là người xếp xe lên nữa? Em làm. Xếp xe thì chắc làm được hả em ạ? Làm hơi cực xíu cái thôi. Em nhà em có một chiếc xe 3 bánh, xe máy để bạn này chạy. Thì cái xe này muốn đi là tụi em phải có cột lên trên xe. Thì ban đầu em cũng không cột được tại vì cái xe này rất là nặng, phải bê lên xe rồi phải cột. Nhưng mà lần đầu thì làm không được, phải làm sao cho bằng được. Kiểu này không được vì cái khác, không bê được thì khiêng lết, làm cách gì cũng phải cho được. Nhà nó cho xe lăn lên làm bạn ấy phải ôm một cái xe vào người, tại vì cái tay đây không nhấc lên được. Ôm lên xong dùng cái chân đầy lên. Không, mà nhiều khi đó là tập vật lý trị liệu đó. Nên là cũng vật lộn lắm rồi cũng làm được. Rồi hai đứa là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 2018 đến nay là tụi em được 3 năm rồi đó. Được 3 năm, vậy là mình đã có em bé gì chưa? Dạ chưa. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi. Rồi kinh tế cũng không tốt. Rồi mẹ em thì mất rồi. Các em thì cũng đã lập gia đình hết. Mẹ, ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Mà ở ngoài quê nữa đúng không? Ông bà ở ngoài Bắc Kạn. Thì cũng không ai có thể nào giống như là tụi em thì nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người chăm phụ. Nhất là em bé phải được 2 tuổi. Nhưng mà với cái thể trạng của hai em như vậy thì bác sĩ nói là cái việc mà có con cái là chuyện bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi chỉ có em thôi chứ ông xã em thì không có em bé. Em thì phải đi ấy. Nếu mà bọn em muốn có con thì nói chung là phải đi điều trị. Vào nói chung đi vô cái khoa Nam khoa gì đó. Nói luôn nè, nếu như khi nào hai vợ chồng muốn có con thì liên hệ anh ha, anh sẽ giới thiệu bác sĩ nha. Không, nhưng mà tại vì chị thấy khi mà tụi em có em bé là tụi em sẽ khổ lắm, cực lắm luôn. Đúng rồi. Mà đứa bé nó cũng cực luôn đó em. Thì em suy nghĩ đó là thứ nhất là em nói về cái bằng sức khỏe, là thứ nhất là không khỏe để mang bầu để sinh, thứ hai là cũng không khỏe để mà chăm được. Rồi mặt kinh tế là tụi em cũng không đủ kinh phí để mình nuôi để cho nó tốt được. Rồi về sau về già thì ngược lại thì nó sẽ rất là khổ với tụi em. Nuôi một hai người lớn tuổi mà bình thường đã thấy khổ, huống hồ gì nuôi mà một người hai người mà lớn tuổi mà khuyết tật em thì khổ lắm. Tại vì tụi em quanh năm cũng hay bị bệnh lắm. Nên là tụi em suy nghĩ là thôi trẻ thì cứ về nương nhau sống thay giờ bình thường đó. Hai đứa không dự định là ở một mình, thì giờ giống như về thì ở cùng với nhau, giống như là tri kỷ với nhau để chăm sóc nhau, để ăn uống nhau, tựa nhau đó, tựa nhau để cuộc sống nó vui vẻ hơn. Rồi sau này già thì nương được nhau thì nương, không nương thì tụi em vào chùa ở hoặc là vào trại dưỡng lão ở để không phiền đến ai, cũng không có thấy tội con mình á. Rồi trong cuộc sống là tụi em có xung khắc không? Có xung khắc cũng có hay cãi lộn nhau đó. Tại em vì với bạn ấy thì là trái tính hoàn toàn vậy, nên xung khắc trong cuộc sống là thường xuyên xung khắc. Mà về vấn đề gì? Cũng có nhiều vấn đề. Nói chung tụi em thì xoay quanh ba cái, tại vì tụi em làm cùng một công việc thì thường cãi nhau về công việc. Ví dụ như là một vấn đề em cho nó là sai thì bạn này cho là đúng, không sai. Bạn nói là một vấn đề thì có thể nhìn nhận cái này, nhìn nhận cái khác. Mắt em nhìn nhận sai nhưng mắt em nhìn nhận không sai. Thế là đến đó thì còn em là có cái tính là sai hoặc đúng, chứ không thể nào mà nhìn nhận khác được. Phải rõ ràng thì cứ vậy là cãi nhau. Vợ em là quan niệm là người này đúng thì bắt buộc người kia phải sai. Còn em thì quan niệm khác, em quan niệm là người này đúng thì người kia không nhất thiết phải sai, cũng có thể là đúng. Nghĩa là hai cách nhìn khác nhau thôi. Đúng rồi. Quan điểm hả? Đây là gọi là quan điểm khác nhau. Mình bông anh cấm gì nè, anh nói gì đẹp đó nhưng mà em đã thấy không đẹp. Ví dụ gì đó, ảnh thì nói dù cấm bằng mặt thì là đẹp, còn em nói không được, phải cấm cao cấm thấp mới đẹp, cấm chỗ này mới đẹp. Nên là bắt đầu là riêng cái chuyện cắm bông không, bọn em cũng gây suốt ngày. Thôi bây giờ hai đứa cứ cấm đi, mỗi đứa mình qua đi rồi tặng cấm đi, anh sẽ chính xác cấm nha. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu tới cái phần này hấp dẫn đây. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, vậy thì cái tật xấu nó có lồi ra nhiều không hai em? Cũng có. Dạ, trước tiên là em đó. Đầu tiên là gây lộn đã rồi đó. Gây lộn rồi đó. Đầu tiên là gây lộn rồi đó. Có nghĩa là bất đồng quan điểm. Bây giờ anh mà anh ấy có tính xấu không nè? Có tật xấu không nè? Thật ra ông xã em thì cũng không có tật xấu lắm. Tại vì ông xã em thì không có uống rượu, cũng không có hút thuốc, cũng không có chửi thề, cũng không nói to tiếng. Thì em là thường những cái mặt đó là em đã không thích. Ông xã em thì lại không có vấn đề đó. Chỉ có mỗi cái tật là tắm rất là lâu. Trời ơi, mỗi lần tắm là hết ít nhất là phải nửa tiếng. Mà em thì sở thích là làm gì cho thật là nhanh. Đó. Thì mỗi lần mà tắm là lâu. Cái ổng tắm rồi ổng vô đó ổng coi cái gì vậy chứ đâu phải tắm đúng không? Không, thực ra là nửa tiếng thì cũng đâu phải là lâu. Có những anh chồng mà 45 phút một tiếng luôn. Em nói là ít nhất là nửa tiếng. Ở đây là anh với chị Vân là thường xuyên. Thường xuyên nghe những cái câu chuyện mà có những anh chồng hoặc là chị vợ là vô trong toilet là một tiếng, tiếng rưỡi là chiếm luôn á. Kệ, ở ngoài kia bị vấn đề gì kệ, ở bên đây là mình cứ ở trong toilet trước rồi tính. Nên là em là toilet có coi điện thoại không? Là không, em thì tại vì em thích nước. Cả ngày làm nó ngứa ngáy khó chịu rồi thì nên tắm thì em hay thích dội nước. Em biết bơi không? Dạ em có biết bơi. Tuần trước là anh dẫn một cặp là chị đó cũng ngồi xe lăn luôn. Vận động viên mà dẫn động viên bơi giỏi. Bơi giỏi lắm. Bây giờ mở hồ bơi luôn, mở hồ bơi cái đậy Tiền Giang á. Rồi còn tật xấu gì nè? Có mê điện thoại không? Tật xấu hả? Cũng không mê lắm nhưng mà cũng hay bấm. Tối lên thì cũng hay mê chơi cờ. Có lúc thì làm cả ngày rồi, tối vào ví dụ hai chồng có thể nói vậy này nè, bạn này cứ có khi là cứ ngồi chơi cờ mãi. Chơi cờ trên điện thoại hả? Bạn thích chơi cờ. Bạn có nóng tính không? Có. Bạn chồng em thì ít nói, thường thì ít nói, cũng không có la hay là, nhưng mà mỗi lần mình hùng nóng tính lên đó, cọc luôn, là cọc á, dữ lắm, nhờ tưởng tượng như muốn giết em được vậy đó. Mỗi lần bạn hung dữ lên, bạn nóng lên, em nói thế nào nữa, im luôn. Có khi mà đang làm bạn ấy nóng tính lên nè, quạo lên, em chả nói, em một là em đi kiếm chỗ nào đó em chơi, đi chơi, hai là em đi ngủ. Cọc tính, rồi hay ném đồ đúng không? Phản ứng á. Có ném đồ không? Cũng có. Là trước có nhưng bây giờ không rồi. Ném mất công mua lại. Phải ném thôi, tại vì bây giờ đâu rượt theo nó được. Ra là cơn lên là chọn đúng không ạ? Như mấy lần bạn ấy đang cắm hoa. Còn ném đồ mấy lần nhưng mà sau đây phải mua lại, tiết tiền có thể không ném nữa. Ngu đúng không ạ? Rồi giờ còn gì nữa không? Em nghĩ là cũng không, tại vì chồng em có vẻ cũng rất là hoàn hảo rồi. Vì ai cũng có nhiều tật xấu. Đúng rồi. Nhưng mà những cái tật xấu nó chấp nhận được. Rồi giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu nhiều không? Vợ em thì nói chung là cá tính, nên gọi là cái mặt đấy nó cũng có hai mặt, nói về một mặt cá tính thì nó tốt, nhưng mà mặt khác thì nó thành ra là độc đoán. Độc đoán. Ví dụ cái gì mà theo em là độc đoán, nghĩa là cái gì bạn ấy cho là đúng thì em, nếu mà em khác ý kiến là coi như là em sai rồi đó. Ví dụ như chuyện cắm hoa không? Dạ. Cũng giống như nói đẹp là hoa, em phải công nhận là đẹp. Dạ. Cắm so le chứ không được cắm bằng. À không, em nói đó từ đầu em là một là một, hai là hai, đúng hoặc sai chứ không có lỡ cỡ. Nhưng mà bạn này thì cứ nói vậy đó, đúng mà người đúng người đây cũng đúng, chứ không có kiểu mà người đúng người kia sai. Có cái đó nãy có nói rồi đó, cho nên là em thường như vậy. Nhưng mà thường tính em á là cho bạn này nói là em sai ở đâu phải giải thích cho được. Còn em vậy, nếu em nói là em cho là đúng thì em phải giải thích cho được là em đúng ở điểm nào, điểm nào. Nhưng bạn này không có giải thích được ra là mình đúng, thế là quay lại là nói là em cãi ngang, em hung dữ, em độc đoán đó. Thực ra đấy là cái tính kiên quyết, nhưng mà tính quả quyết đó. Có rất là nhiều việc cái tính nó tốt, nhưng mà rất nhiều việc nó lại không tốt. Nhưng mà vợ em có nóng tính giống như em không? Dạ, vợ em thì nóng hơn em nhiều. Nóng hơn em luôn á? Có đập đồ không? Dạ không có đập đồ, nhưng mà... Hay là lấy kéo cắt hoa, hay là không bao giờ đập đồ, đụng ra, hiểu không? Cắt bông hết hoa đó mày. Có không? Cắt dằn mặt đó. Dạ không có, chỉ có la thôi. La lên. Còn cái hay cằn nhằn cửu nhữ không? Cằn nhằn hầu như là phụ nữ nào cũng có. Em cũng nói chị Hồng Vân. À không, chị cũng vậy. Chị cũng là phụ nữ. Ai cũng vậy chứ em ơi. Đó, rồi nhưng mà là những cái gì mà chồng làm á là có hay khen khích lệ không? Hay là chê? Dạ có, thì nhiều cái thì làm hợp ý bạn ấy thì bạn ấy cũng khen. Nhưng mà chê nhiều hơn. Chê nhiều hơn. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ bọn em quen nhau cũng lâu, quen em 6 năm rồi mới ở về ở cùng nhau. Nhưng mà em hiểu hết tính nhau rồi. Trước đó thì em cũng muốn vợ em thay đổi, nhìn nhận khác đi, nhưng mà bây giờ thì em chấp nhận cái điều đó rồi. Em không muốn vợ em cứ vậy luôn. Dạ. Coi như không muốn vợ thay đổi gì, coi như là vợ cứ là vợ như bây giờ. Trên thực tế là không thể thay đổi. Trên thực tế là không thể thay đổi. Coi như là chấp nhận sống chung với lũ, sống chung với lũ, đúng không? Bây giờ em không thay thì anh thay, đúng không? Còn em có giống như chồng mình không? Thật ra thì từ đầu là tụi em đã nói là sống thật với nhau. Tụi em đến với nhau thì chỉ ngoài được cái tình cảm yêu thương nhau thôi, và sống thật với con người mình. Em nói đó, mình nên sống thật với con người mình thì để chi, để đối phương thì coi là có chịu được cái tính đó của nhau hay không. Thì sau này về với nhau thì nó cái nguy cơ mà đổ vỡ nó sẽ rất là thấp. Đó. Thì thứ hai đó là em là từ lúc em với nhau là đơn giản là tụi em đến với nhau tiền cũng không có, nhà cũng không, cái gì cũng không, ngoài cái tình thương dành cho nhau và cái sự đồng cảm dành cho nhau. Đến với nhau là để yêu thương nhau, để chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau, chứ không có gì hết. Cho nên nếu mà sau này mà không yêu thương nhau nữa, có thể chia tay, có thể ra đi, không cần một lý do gì hết. Em đơn giản là thương nhau thì ở với nhau, nhưng mà không được chửi em, không được đánh em. Cứ hết thương là có thể đi, nhưng mà không được chửi, không được đánh. Hay quá. Cũng không ràng buộc bất cứ một lý do gì. Chỉ cần nói anh hết thương em rồi, anh không muốn ở cùng em nữa là có thể đi. Và em cũng được như thế. Bọn em đến với nhau thì cũng không có sự ràng buộc gì. Mà nếu mà sau này cũng xác định với nhau rồi là sau này không ở được với nhau thì ra đi cũng sẽ không có sự ràng buộc gì. Nghĩa là không muốn ở với nhau nữa thì đi thôi. Hai đứa chỉ có ra đi khỏi cái phim trường và đi về nhà thôi. Không thể nào mà ra đi riêng được hết trơn nghe. Chị thấy vậy nè em, tại vì vậy nè, cái trường hợp của tụi em đó là tụi em trong cuộc sống á, mình không có được đầy đủ và có nhiều điều kiện như những người bình thường. Cho nên khi mà tụi em đã gặp được nhau rồi thì nó cũng gần như là những cái mảnh ghép mà mình ghép lại được với nhau, mang đến cho mình cái là cái sự mà yêu thương, sự chia sẻ một cách thật nhất có thể. Thành ra là thứ nhất là tụi em đã xác định là không có con cái, thứ hai là không có sự ràng buộc, đúng không? Và mình sống với nhau vui nhất có thể để mang cho đối phương những cái niềm vui. Thì theo chị nha, thì khi mà mình còn sống bên nhau á, đôi khi mình cũng nên gọi là tạo cho đối phương á, những cái điều ví dụ như mình tạo hy sinh một cái gì của mình lại. Chị nói cả hai đứa nha, chứ chị không nói một vế nào. Có đôi khi mình không thích điều đó thiệt, nhưng mà có đôi khi mình cũng phải bỏ cái tôi của mình lại một chút xíu, xong mình tạo một cái ấm áp, một cái gì đó cho đối phương của mình, để thời khắc đó là cái người mình yêu, cái người vợ hoặc người chồng của mình á, tự nhiên được cảm thấy là giống như mình là nhất á, mình là bà Tiên, mình là một cô gái đáng yêu nhất trên cái hành tinh này, hoặc là một người chồng gọi là người đàn ông mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Ý chị nói ở đây á, là vì tụi em có nhiều thời gian, tụi em dành cho nhau, không vướng bận gì con cái cả. Thành ra lúc nào có thể thì tụi em nên làm những cái việc đó để mang lại những cái cảm xúc cho người chồng, người vợ của mình. khi còn có thể. Ý chị nói là như vậy mà hạnh phúc dữ lắm á, chị nói thiệt. Thật ra thì tụi em á thì thời gian á, lúc mà tụi em á đến được với nhau, nó là gọi là gần như một phép màu. Em giống như bạn này nói, không có thể tin là em có thể bay từ đây ra Bắc để có thể thăm anh đó. Và em cũng không bao giờ nghĩ đến ảnh có thể bỏ gia đình mà để vô đây với em được. Tại vì lúc ảnh về đó là gia đình đã mở ra một tiệm tạp hóa, đã có cái cuộc sống ổn định. Và ảnh cũng nói là ảnh sẽ không bao giờ vào. Và em cũng luôn biết là ảnh sẽ không bao giờ vô nữa. Nhưng mà tự khi đừng có, anh nói là ảnh vào trở lại, thì lúc em không tin luôn á. Xong rồi lúc gặp lại, mừng ơi là mừng luôn. Cảm xúc nó khó tả lắm. Nên là bây giờ nhiều lúc vợ chồng mà ở với nhau rồi thì có nhiều cái sự cãi vã, giận hờn. Có đôi lúc mình cũng bực bội lại muốn chia tay. Nhưng mà những cái giây phút đó em là suy nghĩ lại, cũng phải là rất là khó khăn tụi em mới đến được với nhau. Và cũng có rất là khó khăn để tụi em có thể, bao nhiêu người tại sao không thương, hãy thương anh. Thì mình nghĩ là thôi thì mình nên, giống như chị nói, bỏ bớt cái tôi lại, nhìn một xíu đi, cũng không sao. Để giữ em à. Để giữ một cái tình cảm mà phải khó khăn lắm mới đến được. Đúng rồi, cái đó là nuôi giữ đó. Nhưng mà lâu lâu phải làm cho đối phương bất ngờ nha. Mình tạo cái cảm xúc bất ngờ cho đối phương. Chị ơi, cắm hoa mỗi một ngày, em cắm hoa em biết mà. Cắm hoa là yêu đời lắm. Và bao giờ ví dụ cắm hoa nè, anh chồng anh cắm dây nè, mình tức lắm, xấu lắm, nhưng mà cứ ôi trời ơi, chồng cắm đẹp quá à. Nó khác liền luôn á, vậy không? Rồi chồng sung sướng vậy đó, chồng nói trời ơi sao bữa nay là bà cái kiểu đó, thử đi nha mà. Vậy lúc rồi anh cắm thì nói trời ơi ông xã hôm nay cắm đẹp quá ta. Đó là khác nhất luôn á. Vậy đó. Rồi cứ thế nhé. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nghe.